Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay mình tiếp tục mình chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề là trồng bí hồ lô ha, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận trong kênh của mình. Thì hôm nay là mình sẽ trả lời câu hỏi cho một anh tên là Bưởi Ruby Trà Vinh. Thì anh này ảnh có đặt câu hỏi như thế này là khi bí của mình mà nó đạt là từ 1 lạng cho đến 2 lạng đó, thì mình sẽ tiến hành là mình cắt ngọn chèo cho nó, vậy là mình sẽ chừa bao nhiêu lá điếm từ trái lên, hay là mình sẽ là chỉ là chừa 1 lá từ trái? Thì cái câu hỏi này của anh hỏi mình vậy. Thì đây các bạn, đây mình có một cái dây bí chèo nè, nó đã ra trái nụ rồi nè, nó cũng còn rất là nhỏ thôi, tầm khoảng đầu là ngón cái tay của mình. Thì khi bí các bạn mà khi mà nó đạt là từ 1 lạng cho đến 2 lạng á, thì chắc chắn là bí của mình là nó sẽ bò khoảng 1 phút luôn, là khoảng là đâu là 5 đến 6 lá nữa. Thì ở đây các bạn thì mình sẽ không có cắt ngọn trước như thế này được. Nếu mà cắt ngọn trước như thế này là các bạn thì nó sẽ thùng mũ lại, và nó có sẽ là ảnh hưởng đến cái trái bí của mình, nó có thể là nó bị rụng luôn á. Thì do đó là mình sẽ để những cái tán lá nha mọi người, thì tầm khoảng đâu là 5 đến 6 lá là được, và đợi bí của mình là nó tầm 1 lạng cho đến 2 lạng đó, thì mình sẽ bắt đầu là mình bấm tiêm ngọn cho nó, chứ không phải là mình cắt ngọn như cái đợt 1. Cái đợt 1 là mình sẽ là cắt ngọn nó ngay đây, phải không? Nó ngay đây là mình cắt ngọn cho nó tại đây. Còn đối với cái đợt 2 mà bấm chẹo các bạn thì mình chỉ bấm những cái tiêm ngọn thôi. Ví dụ như thế này. Đây các bạn, bấm tiêm ngọn như thế này thôi, đặng nó tập trung nó nuôi trái. Mà khi bí của mình là nó đạt là từ là 1 lạng cho đến 2 lạng nha mọi người ha. Ở đây là mình làm thí nghiệm cho các bạn luôn, chứ không phải là mình bấm vậy là cũng chưa đúng nữa. Đợi nó 1 lạng đến 2 lạng thì mình mới bấm. Bấm như vậy là nó có thể là nó chạy luôn. Có nhiều bạn không biết là cứ cắt ngọn đó. Đó là cái cách mà để mình cắt ngọn cho bí ở cái đợt 2, là mình chỉ bấm những cái tiêm ngọn thôi. Khi mà bí của mình mà nó ra những cái bông đực nhiều quá các bạn, thì các bạn cũng nên bấm ngọn cho nó, đặng nó ra những cái bông cái. Ở đây mình bông đực cũng nhiều lắm, mình hái mình bán có 5.000 ký các bạn, bán rẻ. Ở đây nè, bí của mình nó cũng bắt đầu ra những cái nụ cái nè, các bạn thấy không? Đây, cái này là bông cái nè. Còn những cái bông đực á các bạn thì nó sẽ không có những cái nụ. Đây nè, bông đực nè, thấy không? Ở dưới đít này nè, nó không có cái nụ. Thì chia sẻ cho các bạn luôn, thì các bạn mà muốn thụ phấn á, các bạn lấy cái bông đực các bạn úp vô cái bông cái là xong, rất là dễ. Sẵn chia sẻ cho các bạn luôn. Đó, thì các bạn lưu ý ha, thì khi mà mình bí của mình nó tầm 1 lạng đến 2 lạng thì mình mới bấm tiêm ngọn cho những cái đọt chèo nha. Và mình sẽ không có cắt đọt ha, mình bấm tiêm ngọn thôi. Cắt đọt nó khác và tiêm ngọn nó khác. Tại vì cái bí này các bạn là nó trường bò là tầm khoảng đâu là 1,5 m đến 2 m lận. Ở đây là mình trồng nó xen canh bưởi thôi. Thì các bạn nào mà đang quan tâm về chủ đề trồng bí, các bạn có thể là bình luận trong kênh của mình ha, để hỏi mình ha. Thì mình sẽ rep câu hỏi mình trả lời cho các bạn. Đây các bạn, bông đực nè. Cái bông đực nè, ở dưới đây nè, nó không có cái nụ ha. Còn một cái nè. Đó, anh em phân biệt cho rõ ràng ha. Thấy không? Đợi nó 1 lạng, 2 lạng thì mình cắt ngọn nó. Bí này các bạn mà khi mà nó đạt, nó ra nụ như thế này nè, thì mình tiến hành là mình mua thuốc cái alpha cua đó, mình xịt phòng cho nó ha. Có những nơi là nó có ong chích trái các bạn, nó chích rất là nhiều luôn. Thông thường thì bí thì nó cũng ít thôi chứ nó không có nhiều, nhưng mà nó cũng có nha mọi người ha. Khi mà nó chích rồi thì trái bí của mình nó sẽ bị vàng và nó bị rụng nha mọi người ha. Mọi người lưu ý ha, cứ mua cử alpha cua đó mình xịt cho nó an toàn. Và như cái khổ qua này nọ đó thì mình chắc chắn là mình phải xịt rồi. Ở đây mình trồng bí nó ra bông cái cũng nhiều lắm, bây giờ các bạn xem nè. Thì nếu như mà nó không ra cái bông cái nhiều, các bạn cứ bấm tiêm ngọn cho nó là nó ra. Ở đây nè, thấy không nào, tuy là còn nhỏ nhưng mà cũng rất là nhiều nha mọi người ha. Đó, bí mình để là nó tầm là từ 7 lạng cho đến 8 lạng là đẹp. Mình để bự quá lái nó cũng chê nha mọi người ha. Cái này là đấm bí là mình trồng ở xen canh với bưởi.
Hôm nay tính quay cái đám bí bên kia rồi, mà tại cái anh này ảnh tên là Ruby Trà Vinh, anh hỏi mình bưởi Ruby Trà Vinh đó, thì mình sẵn mình quay cái đám bưởi của mình cho ảnh tham khảo luôn. Mình không dám chia sẻ kinh nghiệm về trồng bưởi, tại vì mình trồng bưởi nó cũng không có đẹp mấy. Đây, bưởi của mình đây. Ở đây mình trồng bưởi da xanh nha mọi người. Sợ mà chia sẻ về bưởi các bạn không xem. Đây, bưởi mình nè. Bí cái đợt này chỗ này của mình các bạn nó bị bọ trĩ nhiều lắm. Nay thì nó cũng bắt đầu là nó ra bông rồi. Thì có một bạn anh hỏi mình á, là anh hỏi mình là khi mà bí của mình á mà nó ra nó làm nụ á, mà nó ra những cái nụ trái á, thì khoảng bao nhiêu ngày mình mới thu hoạch? Là nó tầm hơn một tháng nha mọi người ha. Tại vì cái thời gian mà trồng bí này á, là nó từ ngày trồng tới ngày thu hoạch nó là tầm 70 ngày, mà nó khoảng đâu là 30 ngày là nó có bắt đầu là nó trổ bông nha. Ở đây mình đang trồng cái giống là Hưng Nông 368 ha. Đây mình có chen canh tùm lum luôn nè. Tại vì bí này á, mình không có chuyên trồng ở trong cái đám này, mình chỉ xen thôi. Còn cái mà đám bí ở những cái khu khác mình quay cho các bạn trước xem á, thì đó mình chuyên. Có khúc này nó bông nhiều nè. Thì các bạn bình luận trong kênh của mình ha, thì mình sẽ trả lời cho các bạn ha, cũng như là bạn nào mà chưa đăng ký kênh đó thì các bạn cũng có thể bấm nút đăng ký ha, để cập nhật những video mới nhất từ mình ha. Thì mình chuyên chia sẻ về trồng bí hồ lô, cũng như là mình chia sẻ những cái loại mà rau màu khác ha, cũng như là chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi, chứ mình cũng không có giỏi gì hết, giống như là mình trồng nó thực tế rồi mình xịt những cái gì rồi mình chia sẻ cho các bạn thôi. Nè các bạn thấy không, nè bí của mình nó lại ra có những cái bông cái nè. Đó, bông cái rất là nhiều luôn nha mọi người. Khi mà nó ra thì mình chỉ lấy những cái bông đực như thế này nè. Khoảng canh khoảng 8 giờ mình úp nụ cho nó. Đây nữa nè các bạn, chèo nè. Bông cái nó rất là nhiều luôn. Nếu mà nó không ra thì anh em cứ việc bấm tim ngọn cho nó, bấm hết cho mình là nó sẽ ra thôi. Chứ không có gì hết á. Bí thường thường cái mùa mưa các bạn là nó sinh trưởng nhiều hơn là sinh thực. Thành ra là nó toàn là bông đực không à. Mình đang trồng nó trong cái dịp mùa mưa nè. Chứ cái mùa đúng của nó là cái mùa nắng. Trồng cái đợt này bị bọ trĩ dữ dằn luôn. Xịt quá trời xịt luôn mà nó vẫn bị nha mọi người ha. Có một số nó bị thung đầu, mình bỏ luôn á, mình nhổ dục luôn á. Còn số này thì nó phát triển tốt, nó ra bông cái cũng khá nhiều. Ở đây giá bí của mình nó cũng rẻ nên mình không có dám xịt nhiều. Chứ mà xịt mà thẳng thét coi là banh hết mấy con bọ trĩ hết. Cứ mua cái thằng Aqua mình xịt là ok mọi người. Cái thuốc mà công nghệ mới đó giờ nó hay lắm, nó hay hơn mấy cái loại thuốc thông thường của mình bây giờ. Bây giờ có thằng Ram á, thằng Ram thì nó cũng rẻ tiền, xịt nó cũng được cái gói vàng vàng các bạn. Đó thì hôm nay là chia sẻ cho bạn vậy ha. Thì bạn nào có câu hỏi thì hãy bình luận trong kênh của mình ha, thì mình sẽ rep câu hỏi cho các bạn qua cái video. Rồi mình xin được mến chào.